toàn bộ hai nhánh cầu Bưng nối quận Tân Phú và Bình Tân đã hoàn thành, được đưa vào thông xe sau 5 năm kể từ khi khởi công. Sau khi thông xe nhánh cầu đầu tiên hồi cuối năm 2021, việc thông xe nhánh cầu 2 hôm ngày 16 tháng 10 đánh dấu mốc hoàn thành công trình xây mới cầu Bưng. Nhánh này bắc qua kênh Tham Lương, thay thế cống hiện hữu có mặt cắt ngang hẹp đã xuống cấp trầm trọng. Công trình cầu Bưng bắt đầu thi công từ tháng 7 năm 2017, dự kiến hoàn thành sau 20 tháng. Tuy nhiên, sau một năm triển khai, dự án đã phải tạm dừng hai lần vào năm 2018 do vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Công trình xây mới cầu Bưng có tổng chiều dài 555m, riêng phần cầu dài 207m, rộng 22m, hai nhánh, kết cấu cầu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép giữ ứng lực. Tổng mức đầu tư dự án hơn 500 tỷ đồng, được xây dựng nhằm giải tỏa tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực và góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông cửa ngõ Tây Bắc. Sau hơn 5 năm thi công, nhánh 1 và nhánh 2 cầu Bưng mới được hoàn thành đưa vào phục vụ người dân, góp phần cải thiện giao thông trên đường Lê Trọng Tấn, đồng thời tăng năng lực giao thông kết nối trực tiếp giữa quận Tân Phú và Bình Tân, góp phần tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội cho khu vực cửa ngõ Tây Bắc.